Vâng, bảng Europa League 2020-2021, nước Anh chọn niềm vui. Cả ba đại diện Premier League tham dự Europa League 2020-2021 cùng Arsenal, Tottenham và Leicester đều rơi vào những bảng đấu đánh giá là rất dễ thở. Ở Europa League 2020-2021, nước Anh có ba đại diện tham dự gồm Arsenal, Tottenham và Leicester. Trong số này, Leicester có vé vào thẳng vòng bảng qua đường Premier League, Arsenal dự giải với tư cách nhà vô địch FA Cup, còn Tottenham vất vả hơn khi phải đá 3 trận thuộc vòng sơ loại cũng như playoff. Tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng cả Arsenal, Tottenham lẫn Leicester đều có thể hài lòng với kết quả bốc thăm trên bảng Europa League. Ba đại diện Premier League chỉ phải chạm trán những đối thủ mà danh tiếng, sức mạnh cũng như đẳng cấp đều thua kém rất nhiều. Arsenal vào bảng B với sự hiện diện của Rapid Wien của Áo, Moro của Na Uy cùng với Dundan của Cộng hòa Ireland. Leicester nằm ở bảng G với Sporting Braga của Bồ Đào Nha, Athens của Hy Lạp và Zorya Luhansk của Ukraine. Cuối cùng là Tottenham ở bảng G cùng với Nudo Progress của Bulgaria, Blast của Áo, Royal Auerwest của Bỉ. Việc giành vé đi tiếp với ngôi đầu được dự báo sẽ không mấy khó khăn với ba đại diện Premier League. Vấn đề với họ có chăng chỉ là việc phải di chuyển khá nhiều khi phải làm khách cũng như đối phó rào cản với thời tiết tại các nước như Na Uy hay Ukraine. Trái với các đội bóng Anh, các khổng lồ xa cơ của Italia, AC Milan lại rơi vào bảng H, được đánh giá là tử thần mà lý thuyết. Rossoneri sẽ chạm trán Celtic của Scotland, Lille của Pháp cùng với Sparta Praha của Cộng hòa Séc. Dù vậy, xét về mặt thực lực thì đại diện Serie A vẫn được đánh giá vượt trội hơn ba cái tên còn lại trong bảng. Đáng chú ý, Slovan Liberec của thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn làm ở bảng L với các đối thủ không hề dễ chơi, đó là Á quân nước Bỉ Gent, nhà đương kim vô địch Serbia, khách quen ở Champions League, Kavena Zabeda và ngựa ô nước Đức vừa đánh bại Bayern Munich 4-1 là Hoffenheim. Nhìn chung, các câu lạc bộ đến từ 5 giải đấu hàng đầu châu như Villarreal, Real Sociedad, Granada của Tây Ban Nha, AS Roma Napoli của Italia, Bayer Leverkusen của Đức đều nằm trong những bảng đấu khá vừa sức. Barca lên tiếng về thông tin Dembélé tới Man United. Đội bóng xứ Catalan đã phủ nhận thông tin cho rằng sẽ để Ousmane Dembélé tới Man United trong mùa hè này. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 sẽ chính thức đóng cửa. Man United vẫn chưa thể tăng cường hàng công do không thể đạt thỏa thuận với Dortmund trong thương vụ Jadon Sancho. Vì vậy, theo nhiều tờ báo Anh khẳng định, Quỷ Đỏ đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ Ousmane Dembélé. Tuy nhiên, trên thực tế, Man United không có cuộc đàm phán nào với Barca. Giám đốc kỹ thuật của Barca, ông Ramon Planet, đã lên tiếng xác nhận, đồng thời khẳng định Dembélé vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Ronald Koeman. Không hề có cuộc đàm phán nào với Man United ở thời điểm này. Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận thông tin đó. Dembélé là cầu thủ mà chúng tôi có kế hoạch sử dụng. Chúng tôi biết rõ tiềm năng của cậu ấy. Rất hy vọng Dembélé sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình ở mùa giải này. Ông Ramon Palet, giám đốc kỹ thuật của Barca lên tiếng. Barca từng phải chi ra hơn 100 triệu euro để chiêu mộ Ousmane Dembélé từ Dortmund hồi mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, do dính chấn thương liên miên, ngôi sao người Pháp chưa thể được nhiều ở sân Camp Nou. Ở mùa giải trước, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này gần như không thể ra sân. Ở mùa giải năm nay, Dembélé đã bình phục và sẵn sàng thi đấu. Nhưng ở hai trận mở màn La Liga, anh vẫn chưa được huấn luyện viên Ronald Koeman xếp đá chính. Theo báo giới Tây Ban Nha, Barca vẫn phải giữ Dembélé ở lại vì trong mùa hè này, họ không thể chi đậm để tăng cường lực lượng. Theo giám đốc kỹ thuật Planet, Barca sẽ phải đợi tới thời điểm chót phiên chợ hè để đưa ra quyết định về việc đón thêm tân binh hay không. Chúng tôi sở hữu đội hình tốt, có tính cạnh tranh cao. Tất nhiên, mọi đội bóng đều muốn tăng cường lực lượng. Chúng tôi đang làm việc với huấn luyện viên. Chúng tôi phải chờ tới ngày cuối để quyết định có chiêu mộ thêm tân binh hay không. Giám đốc kỹ thuật của Barca nói thêm. Chi 36 triệu bảng, Leicester chính thức có đá tảng 19 tuổi. Leicester đã chính thức có được sự phụ của trung vệ trẻ đầy tiềm năng Wesley Fofana sau khi phá két chi ra 36 triệu bảng. Leicester đang có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn tại Premier League 2020-2021 với 3 trận toàn thắng, bao gồm màn vùi dập Man City 5-2 ngay trên sân Etihad. Ngày vui tiếp tục được nối dài với người hâm mộ bày cáo khi mới đây đội bóng của họ đã bạo chi để đưa về tân binh giàu tiềm năng Wesley Fofana. Trên trang chủ, Leicester thông báo đã chiêu mộ thành công Fofana theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến hết tháng 6-2025. Phí chuyển nhượng không được công bố, nhưng các nguồn tin uy tín tại Anh cũng như Pháp khẳng định đội chủ sân King Power phải chi ra cho câu lạc bộ Pháp dành tiền tới 36 triệu euro, trong đó 32 triệu bảng trả ngay. Fofana mới chỉ 19 tuổi và chơi bóng chuyên nghiệp được hơn 1 năm, nên rõ ràng con số mà Leicester bỏ ra không hề rẻ chút nào. Trung vệ tuổi teen này là bản hợp đồng đắt giá thứ nhì lịch sử bày cáo, chỉ sau Yuri Tielemans 40 triệu bảng mua đứt từ Monaco vào mùa hè 2019. Ở phiên chợ hè năm nay, ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Brendan Rodgers chính là bổ sung một trung vệ mới. James Tarkowski của Burnley
từng được đồn đoán là mục tiêu số 1 của chiến lược gia người Bắc Ireland. Dù vậy, Leicester không thể tìm được tiếng nói chung với Burnley nên quyết định chuyển hướng sang Fofana. Dù mới có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 5 2019, nhưng Fofana đã cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong màu xanh như tiên. Trước khi rời đi, anh đã có 25 lần ra sân cho đại diện Nước Anh, cũng như được triệu tập lên đội tuyển U21 Pháp. Với chiều cao khủng là 1m90 cùng tư duy, kỹ năng phòng ngự tốt, Fofana đánh giá cao và có tiềm năng trở thành một trung vệ hàng đầu trong tương lai. Sau mai 19 tuổi là tân binh thứ 3 của Leicester ở phiên chạy hè năm nay, sau ở về cánh Timothy Castagne cùng cầu thủ chạy cánh Sengit Udogie. Chính thức Liverpool bán đi sau trẻ. Đội chủ sân Anfield vừa chia tay một tài năng trẻ vô cùng sáng giá. Trang chủ Liverpool xác nhận Ryan Brewster đã chính thức gia nhập Sheffield United thông qua một thương vụ có trị giá vào khoảng 23,5 triệu bảng. Có thể thấy đây là mức phí không hề rẻ đối với một song mai như Brewster, chưa kể đến việc thỏa thuận này được thực hiện trong bối cảnh hậu Covid-19. Đáng chú ý, Liverpool được cho là đã cài vào hợp đồng một điều khoản mua lại có hiệu lực trong vòng 3 năm tới. Kèm theo đó, họ sẽ nhận được 15% phí chuyển nhượng nếu Sheffield United bán đi Brewster trong tương lai. Phát biểu trên trang web chính thức của The Blades, tài năng trẻ người Anh chia sẻ về thương vụ này: "Thật tuyệt vời khi được ở đây, và thành thật mà nói thì tôi đang rất nóng lòng được bắt đầu. Có một vài đội đã đánh tiếng, nhưng hiện tại thì Sheffield United là lựa chọn tốt nhất dành cho tôi. Câu lạc bộ đang trên đà phát triển, đứng thứ 9 năm ngoái và hy vọng chúng ta còn có thể trở nên tốt hơn trong mùa giải này. Tôi sẽ cống hiến chăm chỉ để cố gắng giúp đội bóng đạt vị trí cao hơn trong năm nay." Vừa Bruno Lukaku xuất sắc nhất Europa League mùa 2019-2020, vừa qua Bruno Fernandes và Eva Banega, tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan đã được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất Europa League mùa trước. Theo điểm số được UEFA công bố, Lukaku giành 270 điểm bình chọn, gấp đôi người xếp thứ nhì Bruno Fernandes 128 điểm. Eva Banega dù cùng với Sevilla lên ngôi vô địch nhưng chỉ đứng thứ ba với 118 điểm. Inter xuống đá Europa League 2019-2020 sau khi đứng thứ 3 vòng bảng Champions League, được xuống chơi tại giải đấu từng làm mưa làm gió cùng Everton, Lukaku ghi bàn trong tất cả 6 trận đấu loại trực tiếp Inter. Tổng cộng chân sút 27 tuổi có 7 bàn sau 6 trận và là người mở tỷ số ở trận chung kết, dù không thể giúp Nazari giành ngôi vô địch. Để giành giải cá nhân danh giá nhất Europa League, Lukaku đã được 48 huấn luyện viên của các câu lạc bộ dự vòng bảng Europa League mùa trước cùng với 55 nhà báo châu bình chọn sau Pogba năm 2017, Antoine Griezmann năm 2018 và Eden Hazard năm 2019 mới có một cầu thủ không chơi cho đội vô địch giành giải này. 2019-2020 là mùa Lukaku thi đấu thành công nhất sự nghiệp. Anh ghi tổng cộng 34 bàn, giúp đội nhà vào chung kết Europa League và về nhì tại Serie A sau Juventus. Klopp xác nhận Liverpool sắp chia tay Messi Jean Per. Ngôi sao tấn công được mệnh danh là Messi Jean Per nhiều khả năng sẽ rời Liverpool trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Dạng sáng nay, Liverpool đã sớm dừng chân tại Carabao Cup ở vòng 4 bởi thất bại trước Arsenal trong loạt đấu súng cân não. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Klopp trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ cũng như các cánh phụ. Tuy nhiên, Sadan Sakiri lại vắng mặt. Sakiri thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Điều này khiến người hâm mộ Liverpool bán tính bán nghi về tương lai của ngôi sao tấn công người Thụy Sĩ. Thật vậy, anh có khả năng chia tay Sunderland trước khi phiên chợ hè 2020 đóng cửa, theo xác nhận từ chính huấn luyện viên Klopp. Chia sẻ trong trận, chiến lược gia người Đức ngầm thừa nhận Sakiri bị loại để tránh rủi ro chấn thương có thể ảnh hưởng tới một vụ chuyển nhượng. "Tôi không thể và cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Điều duy nhất tôi có thể nói là Sakiri không dính chấn thương và cũng không vi phạm kỷ luật. Cậu ấy chẳng làm sai gì cả. Trong năm có những khoảng thời gian mà huấn luyện viên nhận được vài thông tin và sau đó buộc phải đưa ra lựa chọn phù hợp. Chỉ đơn giản vậy. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Thực tế, Sakiri từng ship về Liverpool ở phiên chợ tháng 1 năm nay, nhưng huấn luyện viên Klopp quyết định giữ anh ở lại để đảm bảo chiều sâu đội hình. Dù vậy, thời điểm hiện tại, sự có mặt của Messi và Emper không còn cần thiết khi Takumi Minamino cùng với Harvey Elliott đều đã tiến bộ và tân binh đắt giá Diogo Jota mới được mua về. Khác với vai trò sư dự bị ở mùa giải đầu tiên đá cho Liverpool, Sakiri có rất ít đóng góp ở mùa giải trước. Với chỉ 11 lần ra sân trên một đấu trường khi một bàn thắng, mùa này anh cũng mới chỉ ra sân một trận gặp Lincoln City ở vòng 3 Carabao Cup. Theo báo giới xứ sở sương mù, hiện có hai câu lạc bộ giấu tên đang đàm phán mua cựu cầu thủ của Bayern Munich. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé.
Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.